để xem là các bạn về nhà có học hành nghiêm túc không. Một lát nữa sensei sẽ check các em nhá. Đa số các bạn ở đây là những bạn mà đi cùng với sensei trên mọi mặt trận luôn. Lớp luyện đề này, lớp N4 này, kể cả là lớp kanji này. Đó, các bạn đi cùng với sensei khắp mọi mặt trận luôn. Các em comment cho sensei là các em đã chuẩn bị bài ngày hôm nay chưa? Vì bài ngày hôm nay sensei sẽ không có đi chậm những cái phần mà sensei đã để cho các em ôn nhá. Ok, em chuẩn bị rồi. Tốt, rất tốt nhá. Ok nhá. Bài ngày hôm nay là bài 4 các em nhá. Bài 4 của chương trình gì đấy? À, N5 đúng không? Chúng ta đang học lớp N5 mà có bạn nào quên lớp của mình không? Có bạn nào học N5 mà nghĩ mình đang học N4 không? Nội dung của bài ngày hôm nay sensei đã đưa cho các em rồi. Các em học xong thì nhớ nhìn cái phần file tổng hợp của sensei nhá. Vì file tổng hợp đó, thứ nhất là trong cái quá trình giảng dạy này, vì sao sensei khuyến khích các em học trực tiếp, học tương tác trực tiếp với sensei? Vì có những cái phần mà sensei có một số nhầm khi gõ chữ, thì trong cái lớp học này, trong giờ livestream này, sensei đã fix lỗi, đã điều chỉnh lỗi trực tiếp với các em luôn. Đó, và đó sensei tin cũng sẽ là cái lỗi mà các em dễ mắc phải, thì chúng ta đã lưu ý được luôn. Và sau cái giờ học này sensei sẽ đăng cái file tổng hợp đó. File tổng hợp đó sensei luôn rút gọn và đưa những cái ý chính, những cái phần mà các em dễ hiểu để các bạn không cần phải ghi chép bài. Cho nên là các em nhớ nhá, sau cái bài này lúc nào sensei cũng đăng file tổng hợp, nên hãy học bằng cái file đó. Vì những file đó là sensei đã nghiên cứu, đã chuẩn bị cho các em rồi. Tiếp đến phần 3 của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ được học một cái cấu trúc câu đơn giản, đó là chúng ta làm gì và lúc mấy giờ. Đó, thì hôm nay chúng ta chỉ cần nắm được 3 cái nội dung này thôi là chúng ta đã thành công rồi. Nên bây giờ là tập trung vào học nhá. Những vấn đề ngoài lề chúng ta không nói chuyện riêng nữa, mà tập trung cao độ vào để học bài ngày hôm nay. Sau bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói được những câu cơ bản là tôi làm gì hoặc là tôi làm gì vào lúc mấy giờ. Nên là các em lưu ý nhá. Chúng ta sẽ đến với phần 1 trước đi. Phần 1 là cách đếm giờ các em nhá. Có bạn nào mà đang không biết đếm giờ không? Trong tiếng Việt ấy, sensei đến tận lớp 5 mới biết cách đếm giờ, vì thực ra chẳng bao giờ xem đồng hồ ấy. Có bạn nào đến bây giờ vẫn chưa biết cách tính giờ không nhỉ? Comment vào đây nhá. Cách đếm giờ rất là đơn giản thôi. Số giờ thì lúc nào cũng sẽ bằng số đếm và cộng với ji các em nhá. Ji trong tiếng Nhật sẽ là giờ. Tương tự như tiếng Việt chúng ta cũng sẽ là số đếm và cộng với giờ. Ví dụ như 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì cũng sẽ là số 1, số 2, số 3 cộng với giờ. Thì ở trong tiếng Nhật cũng như vậy, số đếm cộng với ji các em nhá. Số đếm cộng với ji rất là đơn giản đúng không nào? Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái số đếm đặc biệt để chúng ta lưu ý, nên là các em phải tập trung vào đây nhá, tránh trường hợp nhầm như lúc nãy sensei vừa kiểm tra các em. Rồi, bây giờ sensei sẽ lấy ví dụ cho các em để đếm nhá. Số giờ cộng với số đếm, các em có biết đây là mấy giờ không? Có bạn nào không biết không nhở? Tiếng Việt nhá, comment tiếng Việt cho sensei đây là mấy giờ. Gì đúng rồi, Tiến Nguyễn ơi, gì là giờ nhá. Các em có nhìn thấy trên slide của sensei không? Vì đang bị chậm nhỉ, chậm mất 1 phút. Ok, 1 giờ, Nguyễn Văn Tuấn rất là tinh luôn. 1 giờ nhá. Vậy 1 giờ trong tiếng Nhật là gì? Trang ơi, em đang comment bằng kanji đúng không? Nếu bạn em học cùng các bạn, em có thể là viết kanji xong em mở ngoặc ra nhá, viết cả furigana cho các bạn khác đọc được với nhá. Tại vì những bạn mà chưa học kanji thì các bạn không biết đấy. Rồi, 1 giờ của chúng ta sẽ là gì? Số 1 và cộng thêm chữ ji đằng sau thôi đúng không? Rất đơn giản. Tuy nhiên thì sẽ không test được các em cái phần các em đọc đúng không nào? Nên là đề nghị các em viết bằng tiếng Nhật nhé, không viết số nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thay số bằng tiếng Nhật. Thì sensei mới nhìn thấy các em có biết đếm thật không, chứ còn ghi mỗi số và cộng thêm chữ ji thì đơn giản quá nhá. Rồi, Hoàng Thị Thùy Trang, Ichiji desu ne, Ichiji. Rất là đơn giản đúng không nào? Số cộng với gì là số giờ. Tương tự như vậy sensei sẽ có gì đấy? 2 giờ. 2 giờ thì chúng ta sẽ là gì nhỉ? Số cộng với gì thì là... Comment cho sensei bằng tiếng Nhật nhá các em nhá. Học dễ như là toán lớp 1 đấy mà các em còn sai nữa là ăn đòn nhá.
Ichijigogo. Nếu em muốn nói là 1 giờ chiều thì bạn heo angle ơi, 1 giờ chiều sẽ là gogo ichiji nhá, chứ không phải là ichijigogo. Chúng ta nói ngược mất rồi. Rồi, ichiji nhé. Tiếp đến 2 giờ là gì? Các em cứ bình tĩnh, học bình tĩnh nhá. Hôm nay sensei sẽ dành cho các bạn nhiều thời gian để cho các bạn học cho quen dần đi, vì những cái bài đầu này sẽ là những cái bài mà chúng ta cảm thấy đang hơi bỡ ngỡ, cho nên là CC sẽ đi chậm. Còn bắt đầu những cái bài sau CC sẽ tăng tốc dần dần nhá. Nên là các em hãy cứ comment bằng tiếng Nhật đi, CC vẫn đợi các em đấy. Rồi, một số bạn viết hẳn bằng kanji luôn đúng không? Rồi, niji, desu ne, niji. Tiếp đến này, CC có gì đây? À, 3 giờ, 3 giờ là gì? 3 giờ là gì? Xin sẽ đếm hết 24 giờ luôn đấy. 3 giờ là gì? Lê Kim Khánh, Niji, ok. Nhím Hà, ok. Ngân Đào Mai Oanh, viết cả chữ cả kanji luôn, ok nhá. Tiên Bùi, rất tốt. Phương Lùn, rất tốt. Đúng rồi, các em học là cứ phải comment. Nhiều bạn thấy dễ xong chỉ đang ngồi nhìn và không hề comment đâu đấy nhá. Không được coi thường kiến thức đâu đấy nhá. Cứ comment vào để cho chúng ta quen. Rồi Hoàng Thị Thùy Trang rất là chỉnh chu luôn cả kanji và mở ngoặc rất rõ ràng furigana luôn để cho các em cô hai nhìn còn hiểu nhá. Minh Cương Sàng ok. Thu Hiền bắt đầu đi câu 3 rồi kìa. 3 giờ là sang gì các em nhá? Đúng rồi, sang gì. Tiếp đến trên sẽ có là gì đấy? 5 giờ. 5 giờ là gì? 5 giờ là gì nhỉ? Chứng tỏ là mạng của Thu Hiền rất là tốt đúng không? Mạng của Thu Hiền rất khỏe nên là bắt sóng được trước này. Giờ là gì? 先生 làm việc cả ngày cứ xèo xèo ấy, không biết làm thế nào cả, chán ghê. Sen đã kê nó lên rồi, các em chịu khó một chút nhá. Sau cái bài này Sen sẽ xử lý âm thanh và sẽ đăng link YouTube cho các em, để các em mà học lại sau các em sẽ không bị ù tai nữa. Goji, Minh Lập Hà Sàng ok nhá, rất tốt luôn. Rồi, vậy các em có thấy là gì nhỉ? Tự nhiên 1, 2, 3 và đến 5 luôn thì các em thấy sao? Tự nhiên 1, 2, 3 và đến 5 mà không hề có 4 giờ thì các em có biết tại sao không? Tại vì Sensei rất là thích Bích Phương Idol cho nên là Sensei đã để lỡ mất 4 giờ đúng không? Có biết tại sao không có 4 giờ không nhỉ? Các em vẫn chưa nhìn thấy đúng không? Đang sạc pin nên là xin sẽ cứ phải cúi xuống ấy. Đúng rồi, cách đọc đặc biệt các em nhá. Hoàng Thùy Trang. Sensei rất là thích Bích Phương nha. Đúng rồi các em nhá, đây. Giờ đặc biệt các em nhá. Thì các em nhìn lên đây này, nhớ luôn này. Đó, giờ đặc biệt sẽ có 0 giờ này. 0 giờ Sensei sẽ đi luôn nhá, để cho các em đỡ phải ấy nữa. Nhìn hẳn lên đây này. 0 giờ chúng ta sẽ đọc là gì? À, Reji desu ne. Reji. Reji là 0 giờ nhá. 0 giờ. Và cái 0 giờ này chúng ta sẽ có ba cách đặt tương tự như ở Việt Nam mình, sẽ có là 0 giờ này, 12 giờ đêm này, hoặc là 24 giờ đều ok nhá. Tuy nhiên vì nó là cách đọc đặc biệt nên sẽ chỉ để ở đây là 0 giờ thôi, Reji. Còn các em muốn là 24 giờ hoặc 12 giờ cũng được, thay thế bằng tiếng Nhật vào ok nhá. Rồi.
Tiếp đến là sẽ có anh 4 giờ mà sensei vừa mới đánh rơi ở trên đúng không? Anh 4 giờ này chúng ta sẽ đọc là gì đấy? À, yoji desu ne. Yoji, nhớ nhá, cách đọc đặc biệt nhá. Đừng có ai là yonji nhá, không ai được là yonji vào đây nhá. Rồi, tiếp đến sensei có này. À, 7 giờ các em nhớ cho sensei nhá. 7 giờ chúng ta sẽ đọc là shichiji. Shichiji nhá, chứ không phải là nanaji đâu nhá. Một số người Nhật cũng vẫn hay sử dụng là nanaji, có thật đấy. Sensei có nghe thấy rồi và cũng có hỏi là sao không sử dụng là shichiji. Thì thực ra cái nào cũng đúng, tuy nhiên là nhớ này, khi chúng ta học thì chúng ta phải là shichiji. Nếu không đi thi là chết đấy nhá. Tiếp này, có là gì đấy? À, 9 giờ là gì? 9 giờ là gì hả các em? Là kuji nhá, kuji. Nhớ cho sensei đấy. Đây là bốn cái cách đếm giờ đặc biệt, lưu ý vào nhá, được chưa nào? Còn những cái giờ khác thì chúng ta chỉ việc sao nhỉ? Số đếm cộng với gì là ok nhá. Số đếm cộng với gì. Chỉ lưu ý cho sensei bốn cái anh đặc biệt này thôi. Idesu ka minasan? Tiếp này, sensei sẽ có tiếp nhá. Cách đếm giờ sẽ bằng số giờ này nhá, sẽ bằng với số đếm cộng với gì. Thì sensei sẽ cho các em đếm này, bài tập đấy. À chết rồi. Đây sensei làm mẫu cho câu này nhá. Ví dụ đây là 12 giờ, sensei sẽ cho là 12. Đọc theo tiếng Nhật là gì? À, ziu, ziu ni đúng không? Ziu ni cộng với gì là ziu ni gì? I desu ka? Tương tự như vậy các em comment cho sensei. Anh này là anh 4 giờ là gì này? Comment cho sensei nhá, luyện cho nó quen đi để chúng ta biết cách đếm giờ. Mãi mà không đến cái phần slide tiếp theo, mạng chậm ghê. Rồi, yoji, yoji desu ne. Ok, tiếp đến là mấy giờ đây? Đếm cho sensei nào. Tiếp đến là mấy giờ? Yoji. Rất ok nhá. Vừa mới lưu ý xong mà các em nhầm là ăn đòn nhá. Tiếp máy của sensei nóng quá. Ok, tiếp theo là mấy giờ? Chúng ta tập đếm cho nhuần nhuyễn nhá, để tránh chúng ta bị nhầm. Thì cái phần này sensei sẽ chỉ đi bài ngày hôm nay thôi. Ít nữa thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần liên quan đến động từ, rồi các câu, rồi tính từ. Nên là sensei sẽ không đi lại cái phần số đếm này đâu, không đi lại phần đếm giờ. Nên là buổi ngày hôm nay tập trung vào và lấy ví dụ nhiều vào để chúng ta ghi nhớ luôn nhá, để tránh phải đi lại, nó rất là mất thời gian. Chúng ta còn phải học những cái kiến thức khác nữa. Hachiji, ok nhá. Số đếm cộng với ji thôi đúng không? 8 là gì? 8 là hachi. Hachiji desu ne. Tương tự như vậy sensei có là gì đấy? 2 giờ chiều thì sẽ là gì? À, niji desu ne. Số 2 cộng với gì? Và đây là gì đấy? À, 6 giờ. Có bạn nào mà không biết xem giờ bằng tiếng Việt không? Về học lại nhá. 6 giờ thì chúng ta sẽ có là gì? À, rokuji nhá. Rokuji là 6 giờ. Và tiếp theo là gì đấy? 10 giờ sẽ là gì đấy? Lưu ý cho sensei cả anh này nhá. À, ziuji. Yuji là 10 giờ nhá. I desu ka minasan? Tiếp nào. Sensei sẽ có mấy giờ? Từ nãy sensei đã kiểm tra các bạn rồi đúng không? Mấy giờ sẽ là nanji desu ne. Nanji. Và cách hỏi, nếu như bình thường chúng ta hỏi với những người bạn thân thiết, chúng ta thường là nanji. Chỉ cần như vậy thôi là mấy giờ? Mấy giờ rồi? Ok nhá. Và sẽ có cách hỏi giờ như sau. Lưu ý về, nốt vào cho sensei này. Cách hỏi giờ rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có cái từ hỏi là nanji, là mấy giờ đúng không? Và cộng thêm cái đuôi là desu ka vào. Desu ka này chúng ta hay dùng cho câu nghi vấn đúng không? Cho câu nghi vấn thì chúng ta hỏi là nanji desu ka? Nanji desu ka? Khi mà chúng ta dịch ra sẽ là mấy giờ rồi? Mấy giờ? Được chưa nhỉ? Và một cách hỏi thứ hai chúng ta dùng rất là nhiều, các bạn lưu ý và nốt vào luôn, từ ngày mai bắt đầu dùng luôn nhá. Mỗi hôm chúng ta học xong cái gì là chúng ta dùng luôn.
để cho chúng ta quen đi. Một ít nữa sensei sẽ còn có phần kaiwa cho các bạn nhé. Hai. Ima nanji desu ka? Ima là gì? Sensei đã kiểm tra các bạn rồi. Ima là gì nhỉ? Là bây giờ đúng không? Ima nanji desu ka? Thì bây giờ là mấy giờ? Nhá, câu này dùng rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ hỏi bây giờ là mấy giờ, chứ chẳng ai hỏi là lúc nãy là mấy giờ hay một lát nữa là mấy giờ nhá. Chúng ta chỉ hỏi là bây giờ là mấy giờ thôi. Ii desu ka? Hai. Sensei có là bây giờ là mấy giờ. Lưu ý cho sensei hai cái tip câu hỏi này vào nhá, để chúng ta còn hỏi giờ. Khi mà hỏi bình thường, hỏi xuống xã bạn bè, chỉ cần hỏi là nanji desu ka? Mấy giờ rồi. Còn khi nào mà muốn hỏi cụ thể là bây giờ là mấy giờ thì thêm anh ima này vào nhá. Ima nanji desu ka? Nhá. Rồi, tiếp. Sensei sẽ có ví dụ đó và sensei ốp luôn vào đây. Sensei hỏi các bạn là minasan nanji desu ka? Thì các em cùng nhìn lên đây nhá. À, anh đầu tiên là anh gì đây? Anh Ichiji này. Anh tiếp theo là anh Goji đúng không? Goji. Tiếp đến là 9 giờ thì chúng ta lại tương tự như vậy, có Kuji desu ne. Và sensei lại có ba anh nữa, sensei lại hỏi các em là nanji desu ka? Thì đây sẽ là Sanji và Shichiji. Tiếp gì đây? À, Ryuichiji desu ne. Ở đây sẽ có anh đặc biệt là anh gì đây? Anh Shichiji này. Và anh Kuji là hai anh đặc biệt nhá. Nhớ cho sensei nhá. Nhưng mà nanji desu ka? Các em comment cho sensei xem là bây giờ là mấy giờ nhá. Comment đi, sensei sẽ hỏi các em này. Bây giờ là mấy giờ? Chúng ta chưa học phút nên các em chỉ cần comment giờ thôi. Giờ chúng ta đang học đây này. Hiện tại bây giờ này, đang là mấy giờ? Chỉ cần comment vậy thôi. Phút, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị học nhá. Minasan nanji desu ka? Minasan ima nanji desu ka? Ok nhá. Hoàng Thị Thúy Trang sẵn. Rồi, sensei đi tiếp nhá. Chúng ta cứ luyện tập cho quen đi. Bây giờ sensei sẽ có một cái lưu ý về cách chia khung giờ nhá. Thì các bạn lưu ý này, trong tiếng Nhật cũng như trong tiếng Việt của chúng ta thôi, tiếng Việt của chúng ta thường sẽ có hai cái khung giờ để chúng ta chia. Ví dụ như chúng ta tính theo khung giờ là 24 giờ trên một ngày đúng không? Chúng ta sẽ có là 0 giờ hoặc là 24 giờ. 1 2 3 4 cho đến tận 24 nhá. Thì chúng ta cứ số xong rồi chúng ta cộng với gì là ok. Cách thứ hai là chúng ta sẽ thường tính là gì đấy? À, 1 giờ sáng, 1 giờ trưa. Đó, hoặc là 6 giờ sáng, 6 giờ tối. Vậy thì trong tiếng Nhật khi mà chúng ta muốn nói theo cái khung giờ 12 giờ đó, chúng ta muốn nói là 6 giờ sáng, 1 giờ chiều, 5 giờ chiều hay là 9 giờ tối thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thì rất là đơn giản nhá, các em nhìn lên đây này. Đầu tiên, sensei sẽ đi cái anh khung giờ 24 giờ trước. Cái anh này rất đơn giản thôi. Cứ từ 1 đến 24, số đếm, xong rồi cộng thêm gì vào. Còn anh 24 giờ này sẽ là trường hợp đặc biệt. Nếu các em không muốn nói là 24, các em nói là lazy, ok nhá, là 0 giờ. Nhé. Tiếp này, sensei sẽ có nhá. Ví dụ này, 13 này, 14 này, 19 và 22 giờ thì sensei cũng sẽ nói rất là bình thường thôi. Là gì đấy? Jiu sanji desu ne. Và cái anh này sẽ là jiu yoji. Anh này anh đặc biệt nhá. Anh đặc biệt vì có cái con số 4 ở đây này. Đừng có mà jiu yongji nhá. Jiu yongji là sai, phải là jiu yoji các em nhá. Thì nhớ cho sensei, đây là lý do sensei để khác màu đấy. Một lát nữa có file này thì lưu về học nhá. 19 giờ thì tương tự như vậy, chỉ cần là gì đấy? À, jiu kuji. Anh này cũng là anh đặc biệt, anh số 9 mà. Anh đặc biệt đấy. Jiu kuji desu ne. Và 22 giờ thì cũng sẽ là số 22 cộng với gì? Ni jiu ni là 22 cộng với giờ. Đây là khung giờ 24 giờ, rất là dễ đúng không? Đó, có 24 số cộng với gì là ok luôn nhá. Trừ những cái số đặc biệt thì chúng ta phải lưu ý luôn cho sensei. Ii desu ka? Tiếp này, cái khung giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ có một quy tắc như sau. Cái khung 12 giờ ấy, quy tắc như thế này. Ví dụ buổi sáng, đơn giản lắm. Chúng ta thêm gozen vào đằng trước thôi. Đó, thêm gozen vào đằng trước sẽ là gozen này và cộng với số giờ. Ví dụ nhá, sensei có là 9 giờ sáng, sensei sẽ nói rằng là gì? À, gozen kuji desu ne. Đó, gozen kuji là 9 giờ sáng. Tương tự như vậy, sensei sẽ nói là 10 giờ sáng thì sensei sẽ có là gì? À, gozen juji desu ne. Gozen juji. Nhớ nhá, chỉ cần thêm anh gozen đằng trước cộng với số giờ là ra cái ánh giờ buổi sáng theo cái cách nói của Việt Nam mình ấy. Đó. Bây giờ sensei lại nói rằng là giờ chiều thì chúng ta sẽ nói như thế nào?
Đó, em nhìn đến đây nhá. Giờ chiều chúng ta sẽ thêm vô bộ vào đằng trước số giờ. Thì sẽ sẽ có là gì? 3 giờ chiều. 3 giờ là à sang gì đấy. Thì sensei sẽ cộng với ánh vô bộ đằng trước. Vô bộ sang gì là 3 giờ chiều, nhớ chưa nào? Tiếp sensei lại muốn nói rằng 5 giờ chiều. Thì tương tự như vậy sensei sẽ lại có là gì? À vô bộ. Tiếp đến là gì? À vô gì đấy. Vô bộ vô gì. Nhớ chưa nào? Rồi, đó là khung giờ sáng và khung giờ chiều rồi. Bây giờ sensei có thêm cái khung giờ tối đúng không? Chúng ta muốn nói rằng là mấy giờ tối chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có là gì? À, khung giờ tối như sau. Chúng ta chỉ thêm ánh à, yoru đằng trước cộng với số giờ nhé. Ví dụ như là 7 giờ tối sensei sẽ nói rằng là à, yoru shichiji. Tiếp đến lại có ánh 9 giờ tối thì tương tự vậy thôi. Yoru kuji để nhé. Nhớ cho sensei nhá. Thay vì nói là 21 giờ là gì nhỉ? À, Niju Ichiji thì chúng ta có thể nói là Yoru Kikuji desu ne. Hay, Yoru Kuji. Hay, Minasan cứ comment ở đấy nhá. Hay, Gogo Goji desu ne. Thu Hiền sáng ok desu. Ngân Đà Mai Anh ok desu. Gogo sang gì là 3 giờ chiều, đúng rồi. Đúng rồi, mạng của các em mỗi nơi một tốc độ. Có những bạn thì mạng rất là trôi, còn những bạn thì mạng chậm quá, tận mấy phút sau mới load được. Ok nhá, xin sẽ chuyển này. Tiếp đến chúng ta sẽ chuyển sang đếm số phút nhá. Số phút sẽ có trường hợp đặc biệt vì lúc nãy các bạn đã bị nhầm cái phần hỏi phút đúng không? Tương tự như là đếm giờ thì số phút chúng ta sẽ có số đếm cộng với à phân hoặc là pân nhé. Phân hoặc pân tùy theo trường hợp. Trường hợp đặc biệt chúng ta sẽ đọc là pân. Và trường hợp bình thường chúng ta sẽ đọc là phân. Được chưa nhỉ? Rồi, sensei sẽ lấy ví dụ luôn. Bây giờ sensei có 2 phút đúng không? 2 phút thì chúng ta sẽ có số đếm là 2 cộng với phân hay là pân nhỉ? Sensei vừa nói rồi, đặc biệt thì là pân mà bình thường thì là phân. 2 phút thì sensei sẽ có là gì đấy? À, ni phân nè. Và đây không phải là trường hợp đặc biệt. Tiếp này sensei lại có 5 phút đúng không? 5 phút thì sensei sẽ có là gì đấy? À, vô phân. Vô phân. Tương tự như vậy thì sensei có anh 7 phút thì theo các em là gì nhỉ? 7 phút là gì? Comment cho sensei nhá. Sensei vừa lấy ví dụ rồi, bây giờ các em hãy tự lấy cho sensei là 7 phút là gì nhá. Ok, Nana Phân, Tiên Bùi là Si Chi Phân. Đây nhá, 7 phút là trường hợp bình thường. Chúng ta sẽ đọc là Nana Phân. Các em ơi, lưu ý cho Sensei nhá. Cách đếm giờ đặc biệt và đếm phút đặc biệt nó không giống nhau. Cho nên là một lát nữa có cái file tổng hợp này rồi, các em hãy lưu về nhá. Lưu những cái slide quan trọng về máy mình cho vào album ảnh ấy. Đó, những cái giờ đặc biệt này, hoặc là các em in ra dính lên tường cũng được, vì lúc mà mới bắt đầu học chúng ta sẽ chưa thể nào mà nhớ được luôn đâu. Đó, thì các em sẽ in dính lên tường giờ đặc biệt, phút đặc biệt. Đó, thì khi nào nhìn vào đó là các em sẽ nhớ nhá. Rồi, 7 phút là Nana phân các em nhá. Tương tự như vậy trên xe có 9 phút thì theo các em là gì? Comment nào. Ôi rồi Hoàng Thị Thúy Trang ơi, ăn đòn. Sao lại si chi phân của em? Nana phân nhá. Nana phân nè. Sensei chỉ có đi ngược một chút, lừa các em một chút thôi. Một số bạn auto là B nguyên C của bên giờ đặc biệt sang. Các bạn đầu rất là nảy số, tuy nhiên thì nhầm các em nhá, nhầm rồi. Hay, tương tự như vậy có 9 phút thì chúng ta sẽ là gì? Ôi dồi ôi, rất nhiều bạn lá si chi phân đúng không? Sensei đã cho các bạn thời gian để nghiên cứu trước rồi, nhưng mà không ăn thua. Nana phân cũng không đúng nhá, sai rất nhiều. Lưu ý nào. Rồi, Văn Thương sàng ok nhá, hãy mỉm cười sàng ok. Sẽ sẽ đang mỉm cười đây. Tùng Nguyễn sàng, em nghiên cứu bài rất là kỹ đúng không?
Cũng được không em nhé, chúng ta sẽ gọi là nara fun. Còn trong trường hợp người Nhật, người ta có sử dụng là shichi fun nhưng không dùng nhiều em nhé. Đó, thực ra chúng ta sẽ dùng nara fun là đúng nhất nhé. Bây giờ sensei đang đi đến cái phần mà sử dụng nhiều này và đúng nhất này. Cũng giống như trường hợp lúc nãy sensei có là shichiji, tuy nhiên một số người Nhật vẫn dùng là nanaji. Nhưng nếu như chúng ta dùng nanaji khi mà đi thi là chúng ta sẽ tạch nhá. Nên là các em phải biết là tiếng Nhật cũng như tiếng Việt nó không có sự tuyệt đối mà nó sẽ có những trường hợp đặc biệt. Và bây giờ chúng ta đang đi đến những cái cơ bản nhất, những cái nguyên tắc cơ bản nên chúng ta phải nhớ em nhé. Còn trong quá trình chúng ta học lên cao, chúng ta gặp những cái trường hợp mà người ta sử dụng hơi thoải mái một chút thì chúng ta sẽ chỉ lưu ý vào thôi, chứ chúng ta không thể áp dụng được vào trong trong bài học, trong bài thi được nhá. Còn những cái phần đó chúng ta sẽ nhớ để là trong trường hợp người ta nói rằng là chi chi phân cũng đúng, để mình không phải vặn mẹo người ta nữa, mình không phải thắc mắc nữa, mà chúng ta chỉ biết là có người dùng như vậy đấy thôi nhá. Nhưng chính xác nhất vẫn là nana phân các em nhá. Ok, kyu phân này nhé, rất là đúng rồi. Kyu là số 9 đúng không? Số 9 là kyu, sau đó chúng ta chỉ cộng với phân thôi. Ok, một số bạn lại đã để là cư phân, không có nhá. Cư phân là cách đếm giờ đặc biệt là cư, còn phân thì chúng ta sẽ để là kyu phân. Đúng rồi nhá, kyu phân. Có một số bạn là cư cư phân như văn thư thì lưu ý này. Đây là CC đã đi ngược một chút để đánh lừa các em thôi. Còn đây, những cái phút đặc biệt nó sẽ có 6 phút cơ. Ví dụ số 1, số 2, số 4, số 6, số 8, số 10 nhá. Lát nữa lưu luôn cái slide này về album ảnh để nhớ cho sensei nhá. Phút đặc biệt thì sẽ có anh số 1, số 3, số 4, số 6, số 8, số 10 nhá. Thì những anh này chúng ta sẽ không đọc là phân mà chúng ta sẽ đọc là pân nhá. Thì nhìn lên đây, anh 1 phút của sensei là gì đây? Ipưng nhá, ipưng là 1 phút chứ chúng ta không đọc là ichi phân nữa nhá. Không ichi phân. Đó, lát lưu cái slide này về và luyện. Tiếp này 3 phút là sẽ có sampun nhá, sampun. Nhớ chưa nào? Tiếp này, 4 phút là gì đây? Yongpun nhá, yongpun. Chúng ta không bỏ ân đi nhá, vẫn đọc là yong, tuy nhiên đây phải là yongpun nhá, yongpun chứ không phải là phân. Y desu ka? Hay tiếp đến anh số 6 sẽ là gì đấy? Rokpun. Rokpun nhá là 6. Và tương tự vậy anh số 8 chúng ta lại đọc biến thành gì nhỉ? Âm ngắt là gì đấy? Happun. Happun. Y desu ka? Rồi, tiếp đến 10 phút thì sẽ có hai cách đếm này, hai cách đều đúng nhá. Thì nhìn lên đây. Đầu tiên cái anh ở trên là anh CC gạch chân này này, đó, chúng ta sẽ đọc là gì đấy? Jippun. Jippun, được chưa nhỉ? Là 10 phút nhá. Anh tiếp theo chúng ta chỉ đọc là Jippun. Jippun. Hai anh này đều đúng. Tuy nhiên cái anh Jippun này này, đó, Jippun này sẽ sử dụng khi mà chúng ta ghép với các số khác, ví dụ như là 20 phút, 30 phút thì sẽ là ni Jippun hoặc là sang Jippun nhá, thì chúng ta sẽ sử dụng cái anh Jippun ở trên này. Còn anh Jippun ở dưới này chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp là 10 phút thôi, chúng ta nói là Jippun. Ok nhá. Ok, ai hỏi gì thì comment nhá để xem xe giải đáp. Rồi. Xem xe vừa thấy có bạn hỏi nhưng lại không nhìn thấy câu hỏi đâu. Được rồi, một lát nữa sensei sẽ giải đáp cho các em nhá. Nhớ cho sensei này, phút đặc biệt thì có đến 6 cái phút luôn nhá. 1, 3, 4, 6, 8, 10, được chưa? Đó, lưu cái slide này về học là được. Tiếp này, sensei sẽ có cách hỏi phút đúng không? Mấy phút thì sẽ là gì đấy? Nampun nhá, nampun. Y desu ka? Đúng rồi, nampun nhá. Gì nhỉ? Sensei vừa kiểm tra các bạn thì các bạn hay nhầm thấy nampun đúng không? Nampun là sai nhá. Nhớ này, hỏi mấy phút sẽ là nampun. Nampun nhá. Tiếp nào, sensei sẽ có là gì đấy? Đây là gì đấy? 5 giây, quên, 5 phút các em nhá, 5 phút. 5 phút thì chúng ta sẽ là gì? Go phân đúng không? Vì nó đâu phải là trường hợp đặc biệt đâu, chúng ta trả lời là go phân bình thường nhá. Tiếp xin xem lại có anh 15 phút thì anh này cũng là một anh bình thường đúng không? Chúng ta chỉ cần là zero go phân thôi, không có gì đặc biệt cả. Thì chúng ta chỉ cần số này cộng với phân đúng không? Số đếm cộng với phân là ra. Ideska. Rồi, xin sẽ chuyển sang và sẽ cho các bạn tự đặt nhé. 20 phút là gì? Xin sẽ vừa giảng ở slide trước xong. Comment đi, 20 phút là gì?
Thị Thùy Trang ơi, em để là 1 6 8 10 là ngắt, xong rồi phân 2 5 7 9 là phân, 3 4 là phân. Nếu chia như vậy thì khi mà nhìn qua thì em có cảm thấy là nó sẽ bị khó nhớ không, đúng không? Trước tiên chúng ta cứ đưa ra những cái số đặc biệt đã trong tất cả những cái phút, đúng không? Chúng ta có 60 phút cơ mà, thì chúng ta cứ đưa là gì nhỉ, 1 3 4 6 8 10 là những trường hợp đặc biệt trước đã, và trong những trường hợp đó em lại lọc ra cái nào chỉ đọc là pân thôi, còn cái nào đọc thêm âm ngắt nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu em đưa là 2 5 7 9 vào nữa thì nó sẽ bị dối và dẫn đến việc là có thể em viết thì em sẽ hiểu, còn những bạn khác mà nhìn thì các bạn sẽ cảm thấy hơi khó nhá Trang nhá. Em hãy tìm hiểu về phương pháp học theo sơ đồ tư duy đi Trang ạ. Vì Sensei thấy em đang học rất là nhiều lớp và lượng kiến thức của em học một ngày rất là nhiều, nên em hãy nghiên cứu một cái phương pháp cho mình để học hiệu quả nhất. Thì Sensei khuyên em là hãy học theo phương pháp sơ đồ tư duy mind map. Khi mà em biết được cái phương pháp đó thì em học và cách em trình bày, các em diễn giải nó rất là khoa học và các em sẽ rất là dễ nhớ và hiệu quả hơn rất là nhiều so với những cái việc học thủ công máy móc theo những cái tài liệu mà các em đi sưu tầm nhá. Thì các em hãy áp dụng cho mình cái phương pháp học là học bằng sơ đồ tư duy mind map. Hãy cố gắng nhá. Hãy nghiên cứu về cái phương pháp học đó đi, rất là hiệu quả luôn, đặc biệt là những cái bạn chăm chỉ như bạn Trang nhá. Ni Jippen nhá, Sensei vừa lưu ý với Thùy Trang rồi, trong trường hợp mà ghép với các số thì chúng ta thường hay đọc là Ni Jippen hơn là Ni Jippen nhá. Ni Jippen cũng có người đọc đấy, nhưng mà đúng nhất vẫn là Ni Jippen. Tiên Bùi ơi, Ni Jippen là sai nhá. Sensei đã lưu ý rồi, cái anh gì nhỉ? Jippen nhá, Jippen, em thay vào bằng âm ngắt cho Sensei nhá, Tiên Bùi nhá. Ok. Những bạn nào sai thì cứ bình tĩnh, sau hôm nay nhớ lưu slide về và học kỹ, học đi học lại cho Sensei nhá. Những bạn nào mà hôm nay mới vào học thì cố gắng xem lại livestream cũ của Sensei và làm bài tập đầy đủ đi để theo kịp tiến độ nhá. Các em cứ yên tâm, Sensei có lưu lại livestream cho các em mà học và làm bài tập đi thì sẽ theo được lớp nên các em không phải lo nhá. Ni Jippen, ok nhá, Tiên Bùi âm ngắt nhá. Chữ của em hơi to rồi, âm ngắt. Hai, Ni Jippen nè, Ni Jippen. Nhiều bạn để là Jiu thì là sai nhá. Thay chữ ư vào âm ngắt cho Sensei nào. Tiếp này, Sensei có 30 phút thì các em thử chia cho Sensei xem là 30 phút là gì nhá. 30 phút là gì hả các em? Nóng máy, nóng cả điện thoại, Sensei hoạt động hết công suất cả ngày hôm nay luôn các em ạ. Sang Jippen nè, sang Jippen. Hai, chúng ta sẽ đọc là gì đấy? Sang Jippen đúng nào? Ok. Hai, 30 phút là sang Jippen nè. Vậy bây giờ chúng ta biết được cách đếm giờ, cách đếm phút rồi, chúng ta sẽ đi đếm giờ cộng với phút luôn nhá. Thường sẽ là mấy giờ mấy phút nhá. Sensei có gì đấy? À, đây là 3 giờ 5 phút nhá. Sensei xem luôn để tránh trường hợp một số bạn chưa biết cách đếm giờ. Nào, 3 giờ 5 phút thì chúng ta sẽ là gì đấy? Sensei làm mẫu cho các em luôn một câu nhá. Rồi một lát nữa Sensei sẽ đưa những câu kia các em tự comment nhá. 3 giờ 5 phút sẽ là gì đấy? Số giờ cộng với gì này, xong số phút cộng với phân này là sang gì go phân nhé, sang gì go phân. Tương tự như vậy Sensei sẽ có anh này là anh gì đấy? Trong tiếng Việt của chúng ta hay nói là gì? À, 7 giờ 55 phút hoặc là 8 giờ kém 5. Đó, các em hãy comment cho Sensei là anh này chúng ta sẽ nói như thế nào. Đọc là hang thì nó thêm số phía trước. Thì bây giờ nha, các em tưởng tượng Sensei nhá. Hang là nửa, hang là rưỡi đúng không? Thì chúng ta phải là 1 rưỡi, 2 rưỡi, chứ còn khi mà để 30 phút thì có ai nói là ấy đâu đúng không? Sang đi go vườn, ok nhá, comment cái giờ tiếp theo đi.
Thiếu gì nhá Văn Thương nhá. Vì em muốn nói rằng là 3 giờ 5 phút thì 3 nó phải đi với giờ, xong mới đến 5 rồi mới đến phút. Còn đây là em là 3, 3 xong rồi không có chữ gì đâu. Em lại cho luôn là go phân thì nó không có nghĩa nhá. Nó không có nghĩa đâu. Sang gì go phân nè. Tiếp nào. Si chi gì go diu go phân để sự Huệ Nguyễn sằng. Ok nhá, rất tốt, rất tốt luôn. Hà chi gì go phân mai. Ok nhá, heo ăn gồ sàng, rất tốt. Một số bạn nghiên cứu bài rất kỹ luôn. Xin sẽ tuyên dương các bạn luôn nhá. Đây xin sẽ có là gì đấy? À, si chi gì? Wo jiu wo fun desu ne. Là gì? 7 giờ 55 phút đúng nào? Và xin sẽ có một cách nữa đó chính là gì đấy? À, tiếp đến là xin sẽ có giờ này. Anh gì nhỉ? Anh 1:30 nhá, anh 1:30. Thì trường hợp này các bạn comment trước cho xin sẽ đã. 1:30 là gì? Chị gì ô phân mày. Ok nhá, Mộng Vân nhá. Chị chi gì go you go phân heo ăn gỗ. Ok nhá. Hoàng Thị Thị Trang ơi, đây là 7 giờ 55 phút nhá, 8 giờ kém 5 chứ không phải là 8 giờ 55 phút đâu. Hachiji go phân mai. Ok, Trang Linh rằng rất ok nhá. Một lát nữa xin thầy sẽ giải thích cho các bạn khác là tại sao lại có những bạn đọc là gì đấy. Go phân mai. Ichiji hang nè, ichiji hang rất tốt. Cái anh này chúng ta sẽ có là gì đấy? Ichiji sang sang zip phân nhá, sang zip phân. Ôi dồi ôi, xin thầy xin lỗi nhá, sang zip phân các em ạ. Đây này. Ichiji sang jippun desu ne. Rồi, và một cách nữa sẽ là ichiji hang, ngắn gọn hơn rất nhiều đúng không? Thì các em lưu ý này, trong trường hợp là 30 phút thì chúng ta nói là sang jippun nó rất là dài dòng đúng không? Rất là dài dòng. Và chúng ta thay bằng ichiji hang. Đó, ichiji hang nó ngắn gọn hơn rất là nhiều. Và chúng ta như kiểu trong tiếng Việt của chúng ta ấy, 1 giờ 30 phút và 1:30 thì 1:30 nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều đúng không? Ngắn gọn. Lưu ý cho sensei nhá. Rồi, bây giờ sensei sẽ có lưu ý này. Khi mà mình muốn nói giờ kém thì ta có thể nói số giờ cộng với số phút cộng với mai. Tương tự như cái trường hợp lúc nãy của sensei là gì? 7 giờ 55 phút thì có một số bạn nói rằng là 8 giờ kém 5. Đó, thì bây giờ sensei sẽ chỉ cho các bạn cách để nói kém nó như thế nào. Thì các bạn cùng nhìn lên đây nhá. Khi muốn nói giờ kém ta sẽ nói số giờ cộng số phút và cộng với mai. Ví dụ như ở đây sẽ có là gì đấy? À, 3 giờ kém 5 đúng không? 3 giờ kém 5 thì sẽ có là 2 giờ 55 phút. Thì cái này chúng ta biết đếm rồi đúng không? Niji, gojiu, gofun. Còn cách nói là 3 giờ kém 5 phút thì sẽ như thế này. Sang gì là số giờ rồi đúng không? Gofun là số phút, chính là cái số phút kém ấy các em nhá. Số phút kém cộng với cái anh mae. Mai này chúng ta sẽ dịch là trước đúng không? Trước. Nhưng trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là kém nhá. Theo văn tiếng Việt mình cho nó mềm, được chưa nhỉ? Hoặc là 3 giờ trước 5 phút, nói như vậy nó sẽ không hay, cho nên chúng ta sẽ dịch là 3 giờ kém 5 phút các em nhá. Đúng rồi, sang gì go phân mai. Thì các em lưu ý cho CC cái trường hợp đặc biệt về cách tính giờ như này nhá. Ides kamina sáng. Rồi, lưu ý cho CC nhá. Lát nữa nhớ lưu những cái slide đặc biệt về để nhớ nhá. Vì cách đếm số, đếm giờ, đếm tất cả các số đếm ở trong tiếng Nhật nó có nhiều trường hợp đặc biệt lắm đấy. Nên là chúng ta hãy cố gắng học đến đâu chắc đến đấy nhá. Rồi, bây giờ trên xe lại có anh là gì đây? Đây là mấy giờ? Các em thử comment nào. Sẽ có hai cách nói đúng nào? Là gì đấy? Shichiji đúng không? Ở đây sẽ có là 7 giờ kém 15. Hoặc một bạn khác không thích nói là 7 giờ kém. Bạn nói rằng là... À, trên xe xin lỗi nhá. 7 giờ 45 phút. Được chưa nhỉ? 7 giờ 45 phút. Và bạn khác không thích nói là 7 giờ 45 thì bạn sẽ nói rằng 8 giờ kém 15. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có hai cách nói, một là 8 giờ kém 15, hai là 4 giờ 45 phút. Tương tự như vậy thì các em comment cho sensei là 8 giờ kém 15 là gì và 4 giờ 45 phút là gì. 7 giờ các em nhé, sensei xin lỗi, đây là 7 giờ này. 7 giờ. Đó, thì các em comment là 8 giờ kém 15 là gì và 7 giờ 45 phút là gì nhá. Comment cho sensei nào. Hà
chi gì chiêu go hàng mày ôi không nhá phân em nhá nhím hà ơi ha chi gì chiêu go phân mày nhá hàng là một nửa nhá là rưỡi nên các em không được thêm vào nhá phải là phân nhím hà chắc là bị nhầm đúng không ha chi gì chiêu go phân mày đúng rồi 8 giờ kém 15. Vậy khi Z muốn nói là 7 giờ 45 phút thì nói như thế nào? Lưu ý cho Z chỗ này nhá. Nana Phạm ơi. Chichiji dông yu go phun mai. Ok nhá. Hachiji yu go phun mai. Hachiji yu go phun mai. Tiếp nào. Chichiji yu go phun không nhá si chi đi dông yếu go phun nè rồi cách nói chúng ta đầu tiên là gì đấy ha chi gì you go phun mày này tức là gì đấy 8 giờ kém 15 phút thì cứ nhớ cho sensei các anh mày này là kém này còn anh 7 giờ 45 phút thì chúng ta sẽ có là gì si chi gì à dông yếu go phun nè đây là cách đếm giờ theo cách giờ kém nhá rồi lát nữa lưu slide về và học nhá sensei tiếp này. Bây giờ Sensei sẽ giới thiệu về những cái trạng từ chỉ thời gian ở trong tiếng Nhật nhá. Cái này nó có trong phần từ vựng mà chúng ta đã học rồi. Sensei cũng vừa kiểm tra các bạn rồi. Tuy nhiên Sensei vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa cho các bạn. Idesne. Hai. Thì chúng ta biết rằng là trong tiếng Nhật chúng ta sẽ có một cái anh 12 giờ này đi, là anh giờ chính ngọ này ở giữa nhá. Thì những cái giờ mà trước 12 giờ trưa và những cái giờ sau 12 giờ trưa thì chúng ta sẽ chia như thế này. À trước 12 giờ trưa, tức là buổi sáng thì chúng ta sẽ có là gozen đúng không? Gozen. Sau 12 giờ trưa, buổi chiều thì chúng ta sẽ có là ánh gogo, chúng ta biết rồi đúng không? Rồi. Không thấy ai comment, để xin xem vào lại nào. Rất tốt, các bạn làm rất tốt. Rồi, trạng từ chỉ thời gian đúng rồi. Các em hãy học theo bạn Vũ Mậu nhá. Thứ nhất là comment những cái phần kiến thức chúng ta coi là quan trọng này, những cái gì trên xe giảng này. Tiếp theo là các em có thể comment những cái phần các em chưa hiểu thì một lát nữa xe sẽ cái cuối giờ sẽ nhìn lại một lượt xem bạn chưa hiểu chỗ nào xe sẽ giải quyết luôn nhá. Rồi. Thì sẽ có là gì đấy? Anh Go Zen, tức là chỉ những cái giờ mà trước 12 giờ trưa, trước cái giờ chính ngọ buổi sáng. Tiếp đến là có anh Go là sau 12 giờ trưa là buổi chiều. Idesne. Tiếp theo Sensei sẽ có gì đấy? À, buổi sáng là Asa này. Buổi trưa là Hiru, đúng chưa nào? Buổi tối thì chúng ta sẽ có là Bang và Yoru, đúng không? Bang và Yoru. Nó được sử dụng như thế nào thì trong quá trình học chúng ta sẽ biết nhá. Ví dụ như lúc nãy Sensei muốn nói là giờ tối thì Sensei sẽ không sử dụng anh Bang nữa mà Sensei sẽ sử dụng anh Yoru là 7 giờ tối sẽ là Yoru Shichiji, đúng không? Còn anh Bang này chúng ta sẽ dùng trong trường hợp mà ghép với những danh từ như là bang vô hằng là cơm tối đúng nào hoặc là cơm bang là tối nay. Bây giờ Sensei sẽ có này nhìn lên trên slide nhá. Thôi các em ơi đừng cãi nhau nữa lại ô cô nữ rồi. Đây Sensei sẽ có mốc là ngày hôm nay tức là hiện tại nhá, ngày hôm nay là hiện tại. Tiếp đến thì sẽ là ngày mai là tương lai sẽ là asta. Tiếp ngày kia sẽ là gì đấy asate asate và hôm qua là quá khứ thì sẽ là kino, được chưa nhỉ? Kino. Thêm một anh nữa có hôm qua thì phải có hôm kia đúng không? Hôm qua, hôm kia thì hôm kia sẽ là gì? À, ô tô tôi. Tạm thời thì các em nhớ cho Sensei 5 cái mốc thời gian này trước nhá. Hôm nay là kyo, kyo là hiện tại. Đó. Và tiếp là tương lai sẽ có asta và asakte là ngày mai, ngày kia. Còn quá khứ sẽ có anh kino và anh oto tôi là hôm qua và hôm kia. Nhớ cho Sensei 5 cái anh này nhá. Lưu slide về. Ok. Rồi, tiếp đến Sensei lại có gì đấy? Gì nhỉ? Mai asa là hằng sáng nè, hằng sáng. Tiếp theo là gì đấy? Mai nichi là hằng ngày và một anh nữa là mai bang là hằng tối, được chưa nhỉ? Ở đây anh này là mai asa là hằng sáng. Nhìn cái hình minh họa trên xe biết là hằng sáng anh ấy đều rất chăm chỉ để học bài đúng không? Còn cô này là mai nichi là hằng ngày đều đi mua sắm này. Còn anh này là hằng tối anh ấy đều chơi điện tử đó. Thế nên chỉ lấy hình minh họa như vậy thôi.
Rồi, tiếp các bạn cứ comment cho Sensei nhá, những trạng từ chỉ thời gian vào đây. Tiếp theo Sensei lại có này. Kê xạ là sáng nay. Anh y mạ là bây giờ. Tất cả những cái này là những cái phần từ vựng mà chúng ta đã học rồi đúng không? Sensei chỉ đưa ra slide để cho các em cảm thấy thú vị và dễ nhớ hơn thì các em sẽ lưu nó về nhá. Đó, Sensei sẽ nhắc lại cho các em thôi. Hôm bang là tối nay. Được chưa nhỉ? Rồi, rất tốt. Em comment rất là sôi nổi đúng không? Rồi. Tiếp này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một cái phần rất là mới với chúng ta đúng không? Bắt đầu từ bài 4 này chúng ta sẽ được học về động từ. Thì động từ trong tiếng Nhật thì các bạn hãy cùng nhìn lên trên slide này với Sensei nhá. Ở bài 1 đến bài 3 thì chúng ta đã tìm hiểu về các cái dạng câu mà có vị ngữ, nó chính là cái danh từ rồi. Và nó sẽ thường được kết thúc bằng gì đấy? À, desu hoặc là phủ định thì sẽ là gì nhỉ? À, ja, arimasen. Tiếp là desu ka, đúng như nhỉ? Desu ka là câu nghi vấn đúng không? Và ở bài 4 này chúng ta sẽ bắt đầu học về động từ. Vậy động từ trong tiếng Nhật là gì nhỉ? À, đương nhiên cũng giống như động từ trong các tiếng khác thôi, nó sẽ là những cái phần mà mô tả về hành động hay về trạng thái đúng không? Và thường thì động từ nó sẽ có nhiều thể và nhiều thì khác nhau đúng không nào? Có thể và có thì, thể hiện tại, tương à, thì hiện tại, tương lai, thì quá khứ đúng không? Thể sẽ có thể bị động này, thể khẳng định, phủ định này, nghi vấn này, được chưa nào? Bây giờ Sensei sẽ đi vào luôn nhá. Ví dụ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các anh ở thì hiện tại và tương lai trước này. Sensei sẽ có động từ, Sensei sẽ ký hiệu bằng V các em nhá. Nhìn lên trên màn hình này, V ở đây chính là động từ nhá. Rồi, và động từ thì chúng ta sẽ có các cái anh như thế này. Đầu tiên, V thì khẳng định thì sẽ là động từ đuôi mát sự nhá. Mát sự có nghĩa là làm về, có nghĩa là mình làm gì đó nhá. Và khi đưa về phủ định thì sẽ là anh về ma sen nhá, thay cái anh mát sự này thành đuôi ma sen, và nó sẽ có nghĩa là không làm về, có nghĩa là không làm cái hành động gì đó nhá. Tiếp chúng ta sẽ lại có là gì đấy, à nghi vấn đúng không? Câu nghi vấn thì chúng ta sẽ chia động từ về mát sự như cái câu khẳng định này và thêm cái đuôi gì đấy, à cá đúng không? Cá ở đây nó tương tự như là dấu chấm hỏi nhá. Cá trong tiếng Nhật chính là dấu chấm hỏi trong tiếng Việt của chúng ta. Vì vậy mà nghi vấn thì chúng ta sẽ đưa động từ thể mát sự và thêm cá vào đằng sau nhá. Thì câu này chúng ta sẽ dịch ra tiếng Việt là gì? À làm về à, làm cái hành động gì đó à, hoặc là làm về không, có làm hành động gì đó không, giống như kiểu là ăn cơm à hay là ăn cơm không, thì chúng ta sẽ dùng anh về mát sự và thêm cá đằng sau nhá. Ok đấy cá. Hai. Tiếp, anh động từ này thì sẽ lấy ví dụ nhá. Những cái này chúng ta đã được học trong từ mới rồi. Ngủ là gì nhở? Comment đi nào. Ngủ là gì? Đến lúc sẽ chờ các bạn dưới đây. Ngủ là gì? Đúng rồi, nghi vấn bằng mát sự cá, phủ định là ma sen, còn khẳng định là mát sự. Rất tốt, các em cứ comment đi, sensei cho các em thời gian mà. Đúng rồi. Ngủ là gì? Đúng rồi, cá lên giọng của câu hỏi nhá. Tabemasu ka? Nemasu ka? Đúng rồi. Ok nhá, ánh nước sàng. Nemasu. Heo ngủ rất tốt. Ngủ chúng ta là nemasu nhá. Nemasu là động từ ngủ nhá. Tiếp này, sensei lại có là gì đây? Thức dậy. Thức dậy là gì? Comment nào. Thức dậy là gì? Có ngủ thì phải có thức dậy nhá. Diệp Quang tới ơi, đang học N5 nên em dùng thể lịch sự cho sensei nhá. Đừng chia vào thể ngắn mà các cô hai nhìn thấy lại không hiểu nhá. Đúng mắt sự cho sensei. Thể lịch sự nhá. Rồi, Hoàng Thị Thùy Trang, nemasu, nemas. Em viết cả kanji và cả hiragana. Ok, rất tốt. Nguyễn Văn Khởi, Diệp Quang tới. Đúng rồi, nemasu sự nhá. Đừng chia thể ngắn không các bạn khác nhìn lại không hiểu nhá. Đúng rồi, Đức Đức Sằng. Thức dậy nhá, okimasu.
Okimasu, nhớ cho dì thế nhá, là động từ thức dậy đúng không? Hàng sáng các bạn dậy, các bạn có giống như cô gái này không? Mỗi lần thức dậy đều cảm thấy rất là buồn và chỉ muốn ngủ thêm thôi. Hay, rất tốt. Tiếp sensei lại có làm việc. Làm việc là gì? Comment cho sensei động từ làm việc nào. Nguyễn Văn Khởi, Okimasu, Okimasu, viết cả kanji cả hiragana rất tốt nha. Diệp Quang tới, ok. Phương Nùn, ok nha. Học trò cưng của sensei. Bầu Lý Sằng, ok nha. Hoàng Thị Thùy Trang, cả hiragana và cả kanji rất ok nha. Trang Linh Sằng, ok. Rất tốt. Tiếp này, làm việc chúng ta là gì? À, hatarakimasu đúng không? Hatarakimasu. Ii desu ne, minasan. Ok. Tiếp này, sensei sẽ chuyển sang gì đấy? À, phủ định đúng không? Phủ định là không ngủ, không dậy, không làm việc. Thì chúng ta sẽ chia như thế nào? Ví dụ như không ngủ thì là gì? Chúng ta chỉ việc đổi đuôi thôi đúng không? Không ngủ là gì? Những cái từ này khi mà chúng ta dịch ở tiếng Việt thì nhìn nó có vẻ hơi tối nghĩa một chút. Tuy nhiên sensei vẫn muốn giữ lại những cái ví dụ cũ và để cho các em đổi đuôi, để các em nhìn được cái quy tắc của nó. Tương tự như vậy, comment cho sensei là không ngủ này, không dậy và không làm việc sẽ như thế nào. Rất nhiều bạn comment cả kanji và cả hiragana rất là tốt nha. Đúng rồi, nemasen là không ngủ. Tương tự như vậy thì anh không dậy sẽ là okimasen. Đổi cái anh masu thánh thành masen thôi đúng không? Rất tốt luôn, heo ơi, tuyệt vời nha. Hatarakimasu sẽ thành hatarakimasen là không làm việc. Ii desu ne, các em rất tốt. Bây giờ sensei sẽ tiếp tục như vậy chuyển sang câu nghi vấn đúng không? Ngủ à, ngủ không? Dậy à, dậy không? Làm việc à, làm việc không? Thì chúng ta sẽ chia như thế nào? Lại đổi đuôi cho sensei nhá. Tương tự như vậy. Rất tốt. Từ bảng ra sàng ơi, comment đi xem nào. Comment là ngủ à, dậy à, làm việc à, câu nghi vấn thì chúng ta sẽ như thế nào? Tùng Nguyễn Sàng, Hatarakimasen, ok nhá. Rồi, sensei cứ phải thoát ra vào lại để mới nhìn thấy. Rất tốt. Sẽ là nemasuka hoặc là okimasuka hoặc là hatarakimasuka nhá. Rồi, ok, các em chia rất tốt luôn. Chúng ta chỉ việc đổi đuôi thành masuka thôi là nó sẽ thành câu câu nghi vấn luôn rồi đúng không? Ok nhá, rất tốt. Ánh Đức Sằng, tuyệt vời nhá, trên cả tuyệt vời luôn. Em comment cả bằng kanji cả bằng hiragana mà đầy đủ ba từ luôn, chấm phẩy rõ ràng. Ok rồi, bây giờ sensei sẽ có một cái thì nữa là thì quá khứ đúng không? Chúng ta vừa có thì hiện tại tương lai rồi, là diễn tả những cái gì nhỉ? À, những cái chân lý này, những cái điều đang, những cái hành động đang diễn ra tại hiện tại, tương lai của chúng ta đúng không? Bây giờ sẽ quay về thì quá khứ là những cái hành động mà đã xảy ra rồi, chúng ta đã thực hiện trong quá khứ rồi. Thì quá khứ chúng ta sẽ có gì đấy? À, V chính là ký hiệu của động từ nhá. Sensei sẽ để đây này, ký hiệu của động từ này. Và cũng sẽ có ba cách chia như sau. Đầu tiên cũng là khẳng định. Khẳng định thì sẽ chỉ chia là gì đấy? À, động từ cái đuôi masu này sẽ thành masita các em nhá. Masita, nhớ nhá, đuôi masu thành masita là quá khứ. Và ở khẳng định thì chúng ta sẽ là gì đấy? Đã làm về. Và trong trường hợp phủ định là tôi đã không làm gì trong quá khứ thì sẽ như thế nào?
sẽ là gì đấy? À, động từ chia về masen desita đúng không? Masen desita là đã không làm gì. Đã không làm gì nhá. Thay vì không làm gì thì thêm chữ đã vào là đã không làm gì, tức là chúng ta đã không làm cái gì đó ở trong quá khứ. Tương tự như vậy trên xe sẽ có anh nghi vấn nhá. Anh nghi vấn ở đây thì sẽ là gì đấy? Động từ chia về masita, thêm cá vào đằng sau thôi và đọc lên giọng sẽ là gì đấy? Mastaka. Mastaka. Được chưa nhở? Đã làm về à? Idesne. Hai. Tiếp này. Sensei sẽ lấy ví dụ để cho các em chia nhá. Sensei sẽ có động từ là owarimasu. Owarimasu nghĩa là gì? À, học rồi đúng không? Hết này, kết thúc này, xong. Thì owarimasu này khi mà Sensei muốn chia là đã xong, xong rồi thì sẽ chia như thế nào? Đã xong và xong rồi thì chia như thế nào? Các em chia cho Sensei nào. Đúng rồi, bài ngày hôm nay mà bạn nào mà không xem ấy, không xem trực tiếp với Sensei thì các bạn chịu khó xem lại livestream của Sensei nhá, xem kỹ và lưu những cái slide ở file tổng hợp của Sensei để về học cho kỹ nhá. Vì những cái phần này nó sẽ có những cái trường hợp đặc biệt mà không bao giờ đi thi mà chúng ta thoát khỏi cái phần đếm số được, chắc chắn luôn. Mà chúng ta cũng không thể đoán được nó sẽ vào đếm cái gì đâu, nên chúng ta cứ phần số đếm mà chúng ta phải học thật kỹ để tránh trường hợp mất điểm, vì chúng trường hợp đặc biệt mà không nhớ là chỉ có chết thôi. Owarimashita. Ok. Ôi rồi, owarimasu nhá, xin xin lỗi bị nhầm cái động từ đoạn này. CC sẽ có là owarimashita các bạn nhá. Owarimashita. Đây để CC sửa luôn nhá, sửa luôn không phải các bạn sẽ bị nhầm mất. Chờ một chút này, xin xe sửa luôn này. Tương tự như vậy ở dưới sẽ là gì? Đã xong của chúng ta sẽ là gì đấy? Owarimashita là đã xong, đã kết thúc rồi các em nhé. Tương tự như vậy sensei có là chưa xong này, chưa kết thúc này. Thì sensei vừa mới gõ thì đã bị lộ mất rồi đúng không? Nên sensei đưa ra luôn owarimasen desita nhá. Desita desu ne. Owarimasen desita là gì đấy? À, chưa xong. Đây là đã chưa xong và đã chưa kết thúc nhá. Còn nếu trong trường hợp chỉ là chưa xong, chưa kết thúc thì chúng ta chỉ cần owarimasen thôi. Nhớ cho sensei nhá. Owarimasen. Ii desu ka? Hai. Để sensei gõ lại cho nó chắc này. Không một số bạn mà đang học đến đây lại tẩu hỏa nhập ma mất. Chưa xong, chưa kết thúc thì chúng ta sẽ chỉ cần là owarimasen thôi nhá. Rồi. Nhớ chưa? Chưa xong, chưa kết thúc thì sẽ là owarimasen. Ii desu ka, minasan? Đúng rồi, owarimasen deshita thì sẽ là đã chưa xong nhá, đã chưa kết thúc. Sẽ nói về cái hành động ở trong quá khứ là à, cái bạn kia bạn ấy chưa làm xong đâu. Ngày hôm qua bạn ấy chưa làm xong bài kiểm tra. Trong trường hợp nói về quá khứ thì sẽ là đã chưa làm xong. Owarimasen deshita. Sai sensei ơi, bầu lý ơi, sai ở đâu em? Ok nhá. Rồi, owarimasen deshita là đã chưa kết thúc, đã chưa xong. Còn owarimasen thì sẽ là chưa xong, chưa kết thúc. Nhớ nhá. Tương tự như vậy, sensei sẽ có động từ học đúng không? Học là gì? Học là gì nhỉ? À, benkyoshimasu. Benkyoshimasu là học đúng không? Bây giờ sensei có đã học, chia cho sensei đã học này, đã học A này, đã không học này, đã không học A này. Đó, sẽ có một câu nâng cao cho các bạn đấy. Chia đi. Học này, đã học này, đã học A, đã không học và đã không học A. Để xem các bạn chia như thế nào nhá. Động từ khi mà chúng ta chia về quá khứ đấy. Đầu tiên là đã học A nhá. Đúng rồi.
Đúng rồi, báo lý ơi, trên xe sửa lại trực tiếp luôn rồi, để tránh trường hợp là các bạn vẫn chưa hiểu nhá. Nên là trên xe luôn luôn khuyến khích các em là học trực tiếp với trên xe, để chúng ta sẽ cùng nhau sửa và cùng nhau học. Lưu ý luôn nhá. Benkyo shimasu, đúng không? Benkyo shimasu, sensei đã chia rồi đây. Bây giờ các em chia sensei là đã học nào. Đã học là gì? Rồi, có bạn heo angle, đúng rồi. Bạn ấy chia luôn đến tận câu đã không học à luôn rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chia này. Đã học là benkyo shimashita nhá. Benkyo shimashita thì đổi cái đuôi anh mát sự này về quá khứ sẽ là thành master nhá, master. Và đã học à thì tương tự như vậy thôi, đã học và thêm ka ở đằng sau lên giọng và sẽ là gì? Benkyo shimashita ka. Đó là đã học à, đúng không? Benkyo shimashita ka. Tiếp, đã không học thì chúng ta đưa về phủ định là gì? Benkyo shimasen. Benkyo shimasen là đã không học nhá. Cái này chỉ là không học thôi này. Đó, không học là benkyo shimasen. Đã không học thì mới là benkyo shimasen deshita nhá. Bây giờ sensei có câu là đã không học à thì theo các em là gì? Câu này là câu dành cho các em này, đã không học à. Bây giờ chia cho sensei nhá, đã không học à đi nào. Yên tâm nhá, một lát nữa sensei sẽ sửa lại những cái này và đưa lên cái file tổng hợp cho các em. Benkyo shimasen deshita ka? Ui, heo hango rất tuyệt vời nhá, em đã chia rồi đấy. Benkyo shimasen deshita là đã không học đúng không? Và khi mà thêm chữ à và để hỏi thì sẽ là thêm ánh khá vào đằng sau và lên giọng. Benkyo shimasen deshita ka? Hai. Benkyo shimasen deshita ka? Benkyo shita ka? Benkyo masen deshita. Benkyo masen deshita ka? Ok nhá, Phương nùn sàng rất tốt. Bây giờ sensei sẽ có một cái bảng chia động từ cho các bạn. Thì cái bảng chia động từ này sensei sẽ không đọc nữa và cũng không bắt các bạn đọc bây giờ, mà cái phần này sẽ dành cho các bạn một lát nữa học ở phần slide tổng hợp nhá. Vì bài ngày hôm nay chúng ta đã đến với một kiến thức rất là mới và sẽ có nhiều cái nội dung để lưu ý, thì các em phải học thật chăm chỉ và làm bài tập để sensei chữa cho nhá, chữa cho và lưu những cái slide này về để học cho nó hiệu quả. Sensei đã chuẩn bị sẵn một cái bảng chia động từ cho các em rồi, sẽ có đầy đủ các cột này về nghĩa, nó có nghĩa là gì này, xong động từ đó khi chia về khẳng định như thế nào, quá khứ như thế nào, phủ định và phủ định quá khứ như thế nào. Thì sensei sẽ để cái bảng này các em lưu về học nhá. Buổi sau sensei sẽ kiểm tra các em. Hiện tại chúng ta chỉ mới có 2, 4, 6 cái động từ thôi. Nhớ nhá, nhớ học tất cả. Rồi, tiếp đến nội dung thứ 3 của bài ngày hôm nay chính là anh danh từ về thời gian nị động từ nhá. Danh từ ký hiệu là N, thời gian viết tắt là TG nhá. Nị là trợ từ nị cộng với động từ. Cấu trúc này sẽ là gì? Làm V vào lúc. Thường thì chúng ta có động từ là ăn uống ngủ nghỉ rồi, nhưng bây giờ chúng ta muốn nói là chúng ta ăn vào mấy giờ, ngủ vào mấy giờ, nghỉ vào mấy giờ, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Cấu trúc này học xong là chúng ta sẽ nói được nhá. Nhớ áp dụng luôn sau bài ngày hôm nay. Các bạn lưu ý cho sensei này, dùng để chỉ vào thời điểm nào đó mà cái hành động xảy ra, tức là mình làm cái gì vào lúc mấy giờ đấy, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ thêm trợ từ ni vào sau N, tức là thêm trợ từ ni vào sau danh từ nhá. N là viết tắt của danh từ, nhớ cho sensei. Chỉ thời gian, danh từ đây sẽ là danh từ TG này này, là thời gian nhá, thời gian. Đối với một con số cụ thể đi kèm, tức là làm cái gì vào mấy giờ thì phải có số giờ cụ thể đúng không? Phải dùng trong trường hợp mà có số giờ cụ thể các em nhá. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là trong trường hợp mà các thứ trong tuần. Thì lưu ý này, các thứ thì buổi tiếp theo chúng ta sẽ học nhé. Các thứ trong tuần thì chúng ta có thể dùng ní hoặc không dùng đều được nhé. Nếu không dùng thì chúng ta chỉ cần thứ đó chúng ta phẩy một cái chúng ta nói tiếp. Còn nếu dùng thì chúng ta thay vào đó là ní, đúng không? Ní, được chưa nhỉ? Thì lưu ý khi mà sử dụng các thứ trong tuần thì có thể dùng hoặc là không. Một lát nữa lấy ví dụ thì các bạn sẽ hiểu. Bây giờ sensei sẽ có công thức nhá. Cấu trúc sẽ là gì đây? S là ký hiệu của chủ ngữ này, chủ ngữ đi với quá. Tiếp đến là danh từ và cái ánh NTG này chính là danh từ chỉ thời gian nhá. Sensei ký hiệu như vậy đấy. Danh từ chỉ thời gian, ni, trợ từ ni, sau đó đi với động từ, được chưa nhỉ?
Và cái động từ này có chia hay không thì tùy theo cái nghĩa của câu chúng ta nhá. Nhớ là chúng ta được chia nhá. Chia về quá khứ, chia về phủ định, chia về khẳng định, chia về câu hỏi. Thì chúng ta sẽ chia vào cái đuôi của anh động từ này. Iですか? Tương tự như vậy chúng ta sẽ có này. Rokujini okimasu. Câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Rokujini okimasu. Bài ngày hôm nay hơi dài một chút nhưng mà sensei xin các bạn thêm mấy phút nữa nhá, chỉ cần mấy phút nữa là kết thúc được. Chịu khó một chút nhá, vì là các em mới học nên là sẽ phải chậm hơn các lớp khác nên sensei luôn dành thời gian cho các em để đi chậm một chút. Hai, Rokujini okimasu là gì? Rồi, Ngân Đào Mai Anh đã đi đến câu hỏi luôn rồi. Nanji ni okimasu ka? Rồi, em đã chia được cái đuôi thành gì nhỉ? À, câu hỏi từ hỏi là nanji desu ne. Nani ni masu ka? Nanji ni nhá, nanji ni Nguyễn Mai Sằng nhá. Em nan thôi thì nó sẽ không không đủ nghĩa. Đúng rồi, thức dậy lúc 6 giờ nhá. Câu này chúng ta dịch là thức dậy lúc 6 giờ. Tương tự như vậy sẽ có là gì đấy? Gogo. Rokuji ni okimasu. Câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Gogo rokuji ni okimasu. Thức dậy lúc 6 giờ sáng. Thôi xong. Gogo là buổi chiều nhá. Gogo là buổi chiều. Ii desu ne. Gogo là buổi chiều chúng ta phải dịch là thức dậy vào lúc 6 giờ. 6 giờ tối desu ne. Thường thì đến cái tầm 6 giờ thì nó đã là tối rồi nhưng mà người ta vẫn dùng là gogo, ít người ta dùng là yoru nhá. Yoru rokuji thì ít dùng lắm nên chúng ta sẽ linh động cái trường hợp này, linh động cái trường hợp là gogo nhá. Là 6 giờ chiều thì chúng ta sẽ dịch thành 6 giờ tối, thì ở Việt Nam mình tầm này đã thành 6 giờ tối rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn dùng là gogo rokuji đúng không? Đừng ai dịch là 6 giờ chiều nhá. Thực ra 6 giờ chiều cũng được nhưng nghe trong tiếng Việt nó hơi buồn cười. Còn từ 7 giờ trở đi thì chúng ta sẽ sử dụng là yoru nhá. Yoru là yoru shichiji nhé. Hai. Gogo ok nhá. Thức dậy vào 6 giờ chiều ok. Còn đối với sensei là 6 giờ sensei gọi luôn tối rồi, không tiếng Việt đấy. Ok, tiếp đến sensei có là gì đấy? À, kyo. Jiuichiji ni nemasu. Dịch cho sensei câu này. Kyo jiuichiji ni nemasu. Để xem có bạn nào mạng bon mà xem đi đến đâu các bạn đọc được đến đó không. Nhi chương sẵn hay. Rồi, thức dậy vào lúc 6 giờ tối ok nhá. Sensei là sẽ dùng là 6 giờ tối, còn những bạn để là 6 giờ chiều ok luôn. Tuy nhiên thường thì từ 7 giờ trở đi người ta mới hay dùng là 7 giờ tối các em ạ. Còn từ 6 giờ vẫn hay dùng là gogo nhá. Ok, thức dậy lúc 6 giờ tối, rất tốt. Theo angle, em dịch rất là tốt đấy. Xem các bạn nào dịch được cái câu tiếp theo của CC chưa? Cố gắng nhé, thêm một chút nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc được bài học. Hôm nay tôi ngủ lúc 11 giờ, Thu Hiền rằng ok. Kyo jiuichiji ni nemasu. Là hôm nay tôi ngủ lúc 11 giờ nhá. Kyo là trạng từ chỉ thời gian, tức là hôm nay. Và sau trạng từ chúng ta thường hay phẩy một cái, tiếp đến là sẽ là số giờ ni, xong rồi động từ đúng không? Hôm nay tôi đi ngủ lúc 11 giờ. Ii desu ne. Tiếp sensei sẽ có là gì đấy? Kino gozen hachiji ni benkyou shimashita. Câu này hơi dài một chút, các bạn dịch đi nào. Kino gozen hachiji ni benkyou shimashita. Dịch cho sensei câu này nhé. Hôm qua tôi đã học bài lúc 8 giờ, 8 giờ sáng các em nhá, không phải 8 giờ tối đâu. Lưu ý này, gozen là sáng nhá.
Hôm qua tôi đã học bài lúc 8 giờ sáng, is next. Tương tự như vậy, Sensei muốn hỏi rằng là bạn học bài lúc mấy giờ? Thì sẽ nói như thế nào nhỉ? Bạn học bài lúc mấy giờ? Hôm qua buổi sáng tôi đã học vào lúc 8 giờ. Ngân Đào Mai Oanh, em dịch rất là ok. Tuy nhiên câu này chúng ta dịch là tôi đã học bài vào lúc 8 giờ sáng thì nó sẽ mềm hơn nhé, so với việc chúng ta sẽ dịch là hôm qua buổi sáng tôi đã học bài lúc 8 giờ. Ok nhé. Hoàng Thị Thùy Trang rằng, Phương Lùn rằng hôm nay tôi đã lúc nãy của Sensei là Kino mà, đúng không? Kino. Nếu như em ghi là hôm nay tôi đã học lúc 8 giờ thì nó sẽ không ok nhé. Ví dụ em nói rằng là hôm nay hoặc là sáng nay tôi đã học vào lúc 8 giờ sẽ hơn nhé. Sao lại có trăng sao vậy Sensei? Trăng sao là thường chúng ta sẽ học bài vào buổi tối đấy, giống Sensei. Sensei thường hay học vào buổi tối, ban ngày Sensei đi làm. Các bạn học Sensei là thường hay bị đánh lừa đúng không? Quen rồi mà. Sau bao nhiêu bài quick IQ rồi mà vẫn không thoát được. Rồi, bạn học bài lúc mấy giờ chúng ta sẽ hỏi là Nanji ni benkyou shimasu ka? Rồi, anata wa nanji ni benkyou shimasu ka? Ok nhá, Minh Phụng rằng rất là ok. Nanji ni benkyou shimasu ka? Có nghĩa là anata wa luôn đúng không? Chủ ngữ là anata. Nhưng thường thì khi mà chúng ta có chủ ngữ là watashi là một, anata là hai, trong những hội thoại chúng ta thường bỏ em nhá, bỏ đi, chúng ta không có watashi wa nhiều mà chúng ta cũng không có anata, anata wa nữa. Thay vì như vậy chúng ta có thể gọi tên nhá. Ví dụ Sensei đang nói chuyện với Trang các bạn, Trang sang, nó sẽ thân thiện hơn rất là nhiều. Vì văn hóa của người Nhật, Sensei đã nói luôn trong bài 1 rồi, văn hóa của người Nhật là chúng ta sẽ nhớ tên của đối phương. Vì thường khi mà chúng ta mới gặp chúng ta sẽ phải giới thiệu về bản thân mình và mình sẽ nhớ tên của đối phương nhá. Nhớ nhá. Đó, thì anata wa ok nhá. Ok, tuy nhiên thì chúng ta nên lược đi cho nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Nanji ni benkyou shimasu ka? Ok nhá. Tiếp đến Sensei muốn nói rằng là gì? Hôm qua tôi đã không ngủ, bạn nào dịch cho Sensei đi. Hôm qua tôi đã không ngủ. Là gì? Kino Nemasen. Rồi nhá, Phạm Giang Sàng nhìn cho Sensei này. Ôi dồi ôi, từ bảng ra ơi. De Sita, không phải là De Sita đâu nhá, không phải De Ta đâu nhá. Ok, có bạn Phạm Giang lưu ý cho Sensei này. Nếu mà Kino thì sẽ là gì đấy? Sẽ phải là đuôi De Sita vì nó là quá khứ mà. Hôm qua đúng không? Hôm qua là quá khứ. Hôm qua là Kino đây này. Đó, Nemasen de sta. Nhớ nhá, về nhớ tải cái bảng mà lúc nãy Sensei đã chia cho các bạn ấy. Tải cái bảng đó về và tập chia theo nhá. Ideska. Hai. Rất nhiều bạn chia đúng nhá. Những bạn nào mà chưa chia được thì lưu ý và lưu bảng về cho Sensei nhá. Rồi, vậy chúng ta đã đi xong nội dung của bài ngày hôm nay rồi. Các bạn mà có khó khăn gì comment đi. Đây chính là cái giờ mà, cái lúc mà Sensei sẽ giải quyết cho các bạn này. Còn nhìn lên trên màn hình đây, phần để chuẩn bị cho bài 5, để mà chúng ta không phải học mà vất vả nữa, không phải đi chậm nữa, thì chúng ta cố gắng này, ở nhà tìm hiểu trước này, học trước cho Sensei nhá. Một là danh từ 1 kara, danh từ 2 made. Cái cấu trúc này nói về cái gì này? Tìm hiểu về nó đi. Hai, danh từ 1 to, danh từ 2 nói về cái gì? Tìm hiểu đi. Và cái câu kết thúc bằng ne này sẽ là gì? Câu kết thúc bằng ne này ý nghĩa như nào? Tìm hiểu cho Sensei 3 cái anh này nhá, chuẩn bị cho bài 5 tiếp theo. Và bài 5 tiếp theo, cái phần test đầu giờ là Sensei sẽ test cho các em hết hơi luôn đấy nhá. Tất cả những cái động từ và những cái cấu trúc, những cái
kiến thức của ngày hôm nay, cách đếm giờ đặc biệt thì các em phải liệu hồn mà học cho kỹ vào nhá. Được chưa nào? Chú ý cho sensei nhá. Bây giờ có bạn nào có khó khăn gì thì comment để sensei giải quyết luôn này. Không là sensei sẽ kết thúc ở đây. Sensei thấy khá là nhiều bạn đang quan tâm đến khóa kanji của sensei đúng không? Comment vào đây để một lát nữa sensei sẽ tư vấn cho các bạn nhá, tư vấn qua inbox cho nó tình cảm. Còn ở đây thì sensei sẽ chỉ nói qua những cái câu hỏi chung mà sensei gặp rất nhiều mà sensei chưa có thời gian để giải đáp hết được. Là những cái câu hỏi ví dụ như là bao giờ em học thì được này, rồi là học trong bao lâu này, rồi là bây giờ em vừa học N5, rồi em học cả luyện đề, rồi em học cả kanji có ok không này. Thì sensei nói cho các em biết nhá, cái kiến thức của sơ cấp N5, N4 thì mỗi ngày chúng ta học nó không có nhiều bằng trung cấp đâu. Nên là chúng ta học kanji bây giờ nó sẽ thuận lợi và nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều so với việc các em học lên tận cao rồi xong chúng các em bị mất gốc mới đi đào lại gốc và bắt đầu học lại từ đầu. Thì cái lượng kiến thức mỗi ngày của các em mới gọi là khủng khiếp nhá, nên chưa có ăn thua gì với các anh chị trung cấp đâu. Sensei ơi em chưa học đến bài này, em vào xem được không ạ? Hoa cỏ mai ơi em học đến bài mấy rồi, em đang ở đâu, em đang ở hành tinh nào? Em đã vào đến group của mình chưa? Nếu vào rồi em sẽ đọc lại phần hướng dẫn, sensei để ở mục công bố là một. Thứ hai là các em phải xem lại live stream. Những bạn nào mà hôm nay mới bắt đầu học sensei thì xem lại live stream của sensei nhá, để học cho kịp tiến độ. Vì mỗi một bài sensei đều đi rất kỹ, rất là chi tiết luôn. Nên là các em phải xem lại và làm bài tập nhá. Lịch học kanji vào buổi tối. Em ơi, sensei sẽ có lịch học. Em quan tâm thì comment nhá. Một lát nữa sensei sẽ gửi lịch học và lộ trình học cụ thể cho em. Và sensei sẽ hướng dẫn những cái thông tin mà em cần được tư vấn nhá. Ở đây có bạn nào thắc mắc gì nữa không nhỉ? Bạn nào thật sự quan tâm thì ở lại sensei sẽ hướng dẫn. Còn bạn nào không quan tâm thì có thể về ăn cơm nhá. Về ăn cơm hoặc đi ngủ. Owarimashita, ok nhá. Ngày đi nhiều từ mới. Thôi chết rồi Văn Thương ơi, từ vựng sensei đã cho các em học riêng và học trước bao nhiêu lâu rồi? Các em phải học trước luôn rồi. Hôm nay chỉ là học lại những cái từ mà sensei đã kiểm tra từ trước rồi nhá. Đây này, sensei thấy khá là nhiều bạn đang quan tâm về kanji, đã đi inbox cho sensei rồi. Bạn nào quan tâm cứ comment nhá, comment là tư vấn giải mã kanji, sensei sẽ tư vấn. Hai, sensei sẽ kết thúc live stream ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo vào ngày thứ 6 nhé. Nhớ là đặt thông báo cho sensei.